Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị. Cái video này mình tiếp tục trả lời một số câu hỏi nhận được ở bên channel bên này và trả lời theo thứ tự nhận được qua những cái video. Câu hỏi này liên quan đến nộp đơn cho tiền SSI tự an sinh xã hội nhưng không có được bị an sinh xã hội từ chối vì có cái living trust để mình uh, tóm tắt đọc một câu hỏi sơ sơ một tí xin cho tôi đặt câu hỏi về SSI tôi nộp đơn đến an sinh xã hội sau khi họ xét duyệt họ từ chối tôi vì nói tôi năm rồi có làm một cái living trust và bỏ căn nhà và một ít tài sản vào đó tôi muốn hỏi là tài sản không có còn nằm ở tên tôi nữa tại sao xã hội từ chối họ cắt nghĩa nhưng tôi không rõ ok khi mà mình nộp đơn uh, không biết là chỉ có ai hỗ trợ để mà uh, gặp nhân viên xã hội khi mà mình nộp đơn hay không uh, mình khuyên là một số quý vị mà nếu mà cần cái cuộc À, đàm thoại bằng tiếng Việt thì mình có thể à, kêu họ kết nối với một người có thể nói chuyện bằng tiếng Việt để mà trợ giúp mình, à, để mà mình rõ hơn về à, những cái quyền lợi hay những cái gì mà mình à, có những câu hỏi liên quan đến sự xã hội ha. À, SSI nộp không được vì có cái Living Trust cái Living Trust này à, để mình vẽ nó như vậy. Ok. Cái living trust thì có hai loại, revocable là mình có thể thay đổi được. Còn cái irrevocable là mình không thể thay đổi được. Thì đó, khi mà mình bỏ cái tài sản của mình vào đây, ví dụ như là nhà hay là tiền mình bỏ vào là tùy bên nào ha. Thì mình nộp cho SSI, SSI an sinh xã hội giới hạn tài sản 2.000 đồng độc thân, 3.000 đồng cho đôi vợ chồng. Như vậy. Thì mình cho ví dụ là tình trạng của mình là độc thân thì giới hạn cái mức tài sản này là 2.000 đồng. Không có tính cái căn nhà và chiếc xe mình có. Đó. Nhà và xe. Đó. Thì bây giờ mình chuyển cái căn nhà của mình vào cái living trust thì uh, cái câu hỏi không có nó rõ là mình bỏ bên nào ha nhưng nói như vậy anh xin xã hội tính như vậy nếu mình bỏ qua bên thay đổi được thì cái tài sản đó xin xã hội cũng vẫn còn có thể tính là cái tài sản của mình nha ví dụ như mình có căn nhà thì mình chuyển vô đây rồi mình có tiền uh, 5 ngàn 10 ngàn gì đó rồi mình chuyển vô đó hay là vài chục ngàn gì đó mình chuyển vào trong đó thì cái đây cũng được là tính cái phần tài sản bởi vì bên phần revocable là mình có thể thay đổi được mặc dù là mình uh, phân định ra cho một người khác cai quản cái 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 tài sản này nhưng mình có quyền thay đổi có nghĩa là vài tháng sau hay là một hai năm sau mình nó ôi oh, tôi không muốn nữa tôi muốn quỷ bỏ cái 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 trust này uh, cái quỹ quyền này thì những tài sản nó chạy thuộc về mình lại nên an sinh xã hội vẫn tính cái đó là tài sản của mình nên khi mình thiết lập như vậy mà bên này đó thì an sinh xã hội vẫn có thể coi cái đó là tài sản của mình để mà cộng vào những cái mức 2.000, 3.000 đồng như vậy coi có hơn hay không còn nếu mà mình thiết lập ở bên này bên không thay đổi được thì an sinh xã hội sẽ không có tính cái đó là tài sản của mình ha bên này nè không có tính là tài sản của mình thì họ không có tính vào cái mức 2.000 đồng, 3.000 đồng đây nữa nhưng cái vấn đề là tại sao mà nếu mà ví dụ như chị đã thiết lập cái này rồi tài sản của mình căn nhà và tiền mình bỏ vào đây hết tại sao anh xin xã hội vẫn từ chối là tại vì cái khung thời gian mình chuyển vào đó anh sinh xã hội có thể nhìn lại có nghĩa là tài sản mình chuyển vào cái đó hay là mình cho hay là mình xen gì ai đó thì anh xin sinh xã hội có thể nhìn lại trong vòng 3 năm là 36 tháng xem coi mình có những cái tài sản gì mà hơn cái mức này hay không rồi mình dời nó đi thì khi mình dời vô đây dời vô cái trust thì cái trust nắm giữ cái này nhưng mà cái đó nhưng mà dù là cái đó nó không có còn là mình đứng chủ sở hữu nữa nhưng nó vẫn phạm với cái khung thời gian mà xã hội đưa ra là 36 tháng thì nếu mà mình chuyển như chị nói là chuyển hồi năm rồi thì đó là cái thời gian vẫn còn nằm trong 36 tháng họ nhìn lại mình chuyển vào đây cái tài sản này không có còn mình không còn đứng tên nữa và mình cũng không có thể hủy bỏ thay đổi nó lại được nó không có giống như phần bên này như vậy nhưng mình bị một cái là trong cái khung thời gian mà họ đưa ra như vậy nên họ có thể nhìn lại là uh, cái luật mà nhìn lại 36 tháng mình chuyển mình cho mình sang uh, tên vân vân thì anh sẽ xã hội sẽ nhìn vào cái phần tài sản đó giá trị là bao nhiêu rồi họ xem coi cái mức Ssi hiện thời mình lãnh được bao nhiêu mức tối đa là bao nhiêu rồi họ mới chia cái đó ra để mà phạt mình tối đa là 36 tháng uh, là không có thể lãnh được không có thể nộp được chương trình Ssi cho đến sau đó thì mới uh, có thể uh, nộp lại được ha. Đây là cái tình trạng mà khi mình làm việc mình thấy có một số quý vị gặp phải là khi mà mình uh, nộp cho SSI rồi mình có căn nhà hoặc là mình có SSI mình sợ rồi mình chuyển vào cái trust của mình. Tại vì sợ rằng sau này uh, lỡ qua đời thì sử dụng dịch vụ tốn kém cho uh, cái chương trình Medicaid. Uh, trong ssi thì khi mình nộp ssi cũng là cái đơn nộp cho medicaid luôn thì sợ như vậy là khi mình sử dụng, sử dụng dịch vụ tốn kém thì bị thu hồi lại cái di sản mình để lại như vậy nên nên set up, uh, thiết lập một cái trust như vậy đặng để là cái phần tài sản của mình di sản mình để lại không phải là tò mà uh, medicaid có thể nhắm vào để mà phân chia cái phần tài sản để họ nhìn vào để mà thu hồi để mà chi trả lại cho những cái sự tốn kém mà họ trả cho chi phí y tế của mình ha. Thì uh, về cái Living Trust thì nó có hai bên như vậy và khung thời gian như vậy uh, thì đó là cái điều lệ của uh, của cái này ha. Rồi right, câu hỏi kế tiếp liên quan đến một chị hỏi rằng là cái hồ sơ đang có 36 tính chỉ thôi phải có 40 tính chỉ mới có thể khai hưu Thì chị làm việc chứ không biết là chị có bao nhiêu tính chỉ ha, để mình đọc sơ sơ qua câu hỏi có thể xét kỹ cho tôi biết là tại sao cái này xảy ra hay không sau này an sinh xã hội có đòi lại tiền hưu tôi hay không khi tôi đến an sinh xã hội khai hưu thì họ phát cho tôi 515 đồng một tháng ở tuổi 62 rồi họ kêu tôi nên về làm tài khoản trên mạng để mà xem hồ sơ của tôi thì tôi làm tài khoản xong thì thấy tôi chỉ có 36 tính chỉ thôi mà tôi nghe nói là có 40 tính chỉ mới lãnh hưu được Tại sao họ cấp tiền cho tôi bây giờ Sau này họ phát hiện có đòi lại tiền hay không á? Ok Đây là Thỉnh thoảng cũng gặp một số quý vị có cái vấn đề như vậy ha. Khi mà nhìn hồ sơ của mình Mình có 36 tính chỉ Đặc biệt là một số quý vị đang làm việc khoảng chừng 9-10 năm Vòng vòng đó Và số lượng tính chỉ của mình Thì cũng có thể là đến 40 hoặc chưa đến 40 ha thì như vậy bây giờ là đầu năm 2024 tháng 3 2024 thì đây cũng là cái mùa thuế ha thì đó mình làm việc ví dụ như năm rồi mình làm việc đây nha cho một nơi và mình nhận được cái w youtube mình khai thuế ha đó. thì cái số tiền trong đó mình cho ví dụ là làm được 10.000 đồng đi nha trong đó để mình khai thuế thì đó khi mà cái này đó mà đi đến mình có nghĩa là gửi copy này công ty gửi đến mình để khai thuế đó thì cái này cũng gửi đến sở thuế luôn IIS luôn á để mình khai thuế à, gửi một cái đến mình và một cái đến sở thuế thì sở thuế đó cập nhật cái này đến an sinh xã hội có nghĩa là cập nhật vào với an sinh xã hội thì đó cái hệ thống an sinh xã hội từ từ mới cập nhật cái phần tiền này vào cái hồ sơ của mình nha. Để mình có thể thấy được, mình đang nói là mình đó nha. Thấy được ở cái tài khoản của mình nha. Tuy nhiên, khi mà cái tiền này mà đến an sinh xã hội rồi đó nha. Thì khi mình khai hưu, mặc dù là mình nhìn trong cái tài khoản của mình. Đó, ở trên mạng, online, mình thấy chỉ có 36 đến chỉ thôi. Nhưng mà an sinh xã hội đã nhận được cái thu nhập. Năm rồi của mình, có nghĩa là 2023 của mình rồi Và cái thu nhập này Thì mình đang có 36 Thu nhập này đủ để mà có 4 tính chỉ Cho năm rồi, cộng vào là thành 40 tính chỉ Mà bởi vì Còn sớm quá à, Có thể là họ vừa nhận từ Sở thuế thôi, nên à, Hệ thống chưa có hoàn tất để mà cập nhật Thêm 4 tính chỉ nữa cho mình Nên mình chỉ thấy mới có 36 thôi rồi Khi mình khai hưu đó, nhân viên xã hội Mới nhìn vào đó Nhìn kỹ vào hệ thống, coi coi, hoặc là có thể hỏi mình năm rồi có đi làm hay không. À, rồi họ kiểm tra rõ ràng, họ thấy cái w YouTube và cái con số như vậy, à, à, thông qua như vậy. Nên họ cộng cái đó vào cho mình, mình được 40 tính chỉ luôn. Nên họ mới cấp cái hưu cho mình. Cái hệ thống của an sinh xã hội thường thường không có cấp cái tiền hưu à, cho mình khi một người mà xét không có, không có phát cho mình. Bởi vì họ kiểm tra kỹ xem coi có đủ tính chỉ lãnh thu hay không. Rồi mới đưa cái phần tiền hưu của mình ha. Nên là mình nhận được cái này đó là đúng nha. Thì chỉ có thể xét lại đó. Khi mà nhìn vào cái bản uh, tường trình đăng sinh xã hội. Cái uh, Social Security Statement đó ha. Cái này. Cái này nè ha. Thì có thể là đó. Mình nhìn vào cái năm rồi của mình đó cái cuối cùng mà thu nhập đó có thể là năm 23 chưa có trong đó mà bây giờ năm 24 mình khai thì đó chưa có hiện hữu ra nên cái số tính chỉ có nghĩa là bốn tính chỉ mà năm rồi mình đã làm việc cái thu nhập của mình được bốn tính chỉ đó chưa có cộng vào đây nhưng anh xin xã hội có cái đó rồi nên họ thấy mình có 36 nhưng mà tại vì chưa cộng bốn cái đó mà thể sở thuế đã có cái đó Uh, rồi nên họ ở bên trong họ thấy được nên họ xét và cấp cho mình tiền hưu bởi vì mình đủ số lượng tính chỉ ha còn nếu mà mình nhìn vào cái đó cái social statement đó đó mà mình thấy rằng là cái thu nhập của mình năm rồi 2023 đã cập nhật vào đó rồi và nói mình đang có 36 tính chỉ thôi thì cái đó cần liên lạc với xã hội để hỏi rõ với họ ha alright đó là một số câu trả lời uh, cho những câu hỏi mà mình nhận được ở bên đây có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị